cái gu hành của cái căn nhà, cái gu hành của cái mặt tiền tiền sơn nội ngoại thất, hay là cái gu hành của cái phòng khách là không gian sinh hoạt chung, nó được quyết định bởi cái tọa hướng của cái nhà, tức là cái mệnh của cái nhà, chứ nó không quyết định bởi tuổi của anh chị. Cái việc này rất là rõ, vì tuổi của anh chị chỉ là một cái nhà, nó là một cái thực thể, nó là một cái đối tượng độc lập, và anh chị là cư trú nương ở trong đó. Cái việc này là làm rất là rõ cái quan điểm, không là chúng ta sẽ bị nhầm tưởng, là chúng ta bị sai lầm ngay. Thứ hai nữa là, cái điểm thứ hai nữa là cái mệnh của anh chị trong nhà nó còn rất nhiều người, còn bố mẹ, còn con cái, có rất nhiều người. Mà bản thân là cái quan trọng nhất là như này này, là cái ngũ hành đó, ví dụ như cái nhà của anh chị là hướng nam đi, mà chúng ta sơn cái nhà đấy theo hành thủy chẳng hạn đi, xem màu xanh nước biển đi, thì bản thân cái màu sơn nó đã khắc với cả cái hướng khí của tiên thiên rồi. Như thế thì làm sao mà được? Cho nên ra là chính vì không được như vậy, chúng ta phải sơn nhà hay sử dụng màu già nhà là theo tọa hướng. Cái việc mà sử dụng màu sơn để chúng ta sơn cho căn nhà là làm cho căn nhà đấy nó vượng lên và nó không còn bị xấu nữa. Bản chất là thế. Còn ai cư trú trong cái nhà đấy thì lại là một vấn đề khác.